canh mầm quay nấu với tôm mà mình đã nấu xong. Món này mọi người có thể cho lá lốt hoặc tía tô, rau mùi tàu cũng rất là hợp. Mọi người sẽ ăn cùng với cơm nóng nhé. Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với gia đình mình. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nấu ăn của mình ngày hôm nay. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh để tiếp tục đón xem những video nấu ăn của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình và mọi người sẽ cùng nhau nấu một món, đó là canh mầm khoai với tôm. Mình vừa cho vào trong nồi nè, hành tỏi, hành tím và tỏi băm. Mình cho mỡ vào để phi thơm lên. Ngoài ra thì mình có các nguyên liệu như là cà chua này, sấu này. Đây là cái phần mầm khoai mà mình đã sơ chế, luộc sơ. Sẽ cho đến cà chua. Tiếp đến là phần tôm, mình đã băm. Giờ mình sẽ lên ra những cái đây. Mình sử dụng phần lớn hồng để nấu. Rất là tốt cho sức khỏe. Đó là lá lốt. Rửa xong rồi.
cùng tôi vừa hái vừa diễn. Cô riễn cho trông hơi ít rau. Nóng một này. Mà luộc ít rồi. Giấy cùng ơ, rau mới hái ngon. Bếp và cho lá lốt này. Oh.
Thank you.